Mình xin góp vui trong hôn trường hôm nay bằng một bài hát Thời non hẹn biển à, tặng cho đôi trẻ ạ. À. Một tràng pháo binh ấy, lộn pháo tay nữa vị ơi. À, xin cảm ơn chị tiếng hát của chị Nhu đã khai mạc chương trình của một vị khách trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn chị Nhu rất là nhiều. Và tiếp nối chương trình sẽ được mời một tiếng hát, một người rất là đặc biệt trong buổi lễ tân hôn ngày hôm nay, đó là vị chủ hôn của họ nhà trai. Đó là tiếng hát của Dưỡng Tám chú rể. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt TV. Xin mời Dưỡng Tám chú rể cùng tiếp quản sân khấu. Hồi nãy quý vị chúng ta nghe Dưỡng Tám phát biểu rất là hay, thì quý vị Dưỡng Tám phát biểu hay như thế nào thì hát hay cũng như thế đó. Xin mời chúng ta cùng lắng nghe và thưởng thức.